Cô chú anh chị và các em khỏe không? Bữa nay cùng với Thảo nha, đi mua một số đồ rồi gửi chung với táo tàu sấy khô đó về Việt Nam cho gia đình nha. Gửi gấp luôn, mới vừa gọi gửi hồi 2 tuần trước, giờ gửi nữa nè bà con cô bác. Cùng đi chung với Thảo một ngày bận rộn nha. Cuối năm công việc nhiều ai cũng bận rộn ha. Thảo hỏi gia đình á, có mua gì nữa không để đóng thùng luôn. Vì cuối năm á, gửi đồ cái thời gian về tới bên Việt Nam lâu hơn nên mình đóng một thùng mình gửi luôn. Bữa nay á, lá cây á, màu vàng màu đỏ nhìn đẹp ha. Thảo đi vô trong Costco nè, coi có gì mua thêm mớ nữa trước khi đóng thùng gửi về. Lá bên đây xanh hơn lá bên kia. À, mẹ Thảo kêu mua cái thuốc cho bà uống dễ ngủ á. À, bữa nay mới mở cửa là đi vô luôn nè. 9 giờ. Năm nay Giáng sinh đó, người ta làm hộp hộp người ta đẹp luôn. À, từ 20 mấy đô cho tới 60 đô một hộp. Gói quà sẵn gì đó, nhiều người mua về cái mình tặng luôn, mình bận rộn không có thời gian gói quà thì mua cái này tiện. Ý có mấy chai này dễ thương nha. Cái này có cái rổ đựng trái cây, bánh trái luôn nè. Đẹp ha. Cái rổ kệ sắt luôn á. Bớt 6 đô nè. Thảo hay mua về chưng lắm. Chứ nhà không có ai uống rượu. Lại có nữa mấy mấy mà em 12 giáp á, nhiều quá trời luôn, ở Costco ở đường Center San Jose nhiều lắm. Bộ này đẹp quá, ai cũng nói đẹp quá, 12 giáp nè. Ông xã phát hiện ra có cherry. À, bây giờ là tháng 12 mà có cherry nè. Cherry này ở đâu? Cận thị quá nhìn không rõ. Quay gần. Nay Thảo cũng bị lão rồi chứ không phải cận. Nhiều hộp á. Không nhìn thấy luôn à. Không thấy giá luôn mà thấy người ta mua quá trời luôn nè. Người ta lại phải lấy không. Cherry. Cherry đỏ bự lắm à. Có cái gì nữa nè, bánh mới nè. Mochi sầu riêng. Trái sầu riêng. Đây sầu riêng là người ta phái à. Mùi sầu riêng lạ lạ, có người thích người không. Hạt này Thảo coi coi nhiêu đường nè. 10 gram đường chứ ông xã ăn được. Thảo thì 5 gram trở xuống. Thảo hay đi vòng vòng tìm cái nào ít đường ít muối. Buổi sáng sớm mình đi á ít người. Người ta mới sắp hàng lên kệ nữa nè, đang sắp luôn. Anh đẹp trai lấy 2 bịch. Cái hộp này giống như kẹo vậy đó, dễ ăn. Mua cho ba hộp này, mặc dù nó hơi nặng chút. Chừng nào khó ngủ mới nhai nhai. Chứ mình đừng uống hoài ha. Thuốc đó, mình chừng nào cần mình hãy uống. Với lại Thảo cũng nói mẹ đó, kiểm tra mấy cái thuốc khác. Nếu mà thấy có nhiều thuốc quá phải hỏi dược sĩ mình á, coi cho mình uống chung mấy thuốc được không. À, mình nên hỏi trước khi uống ha, bác sĩ dược sĩ gì của mình đó ha. Thuốc bổ kẹo ngậm, mấy cái thuốc nhẹ đó, với giảm đau nhức đầu. Thuốc bổ là nhiều lắm. Ừ.
Rồi bữa nay đi mua chủ yếu Thảo mua mấy bịch đậu với lại hộp thuốc, tại gửi đồ hoài á, bên Việt Nam giờ cũng đầy đủ đồ ăn rồi, chỉ cần gì mà bên đó nhắn thì Thảo mới đi mua gửi thôi. Chuẩn bị đi gửi đồ bà con cô bác ơi. Sáng sớm thức dậy mặt còn tròn căng, nay lạnh rồi đó, thì Thảo chuẩn bị đi gửi đồ nè. Đó tàu, mấy cái này thiệt là khô luôn, Thảo bỏ vô cũng nhiều quá, nặng lắm á. Gửi ba bịch trước đi, còn phân nửa nữa từ từ gửi sau, tại giờ tới Tết cũng gửi một hai lần nữa đó. Mấy cái này là bột ở chợ Hàn Quốc á, bột quậy các loại đậu á, mà mấy đứa em gửi sao nó không có tìm được. Gửi này nặng nhưng mà ba thích, ba uống được khỏe nên mua gửi về cho ba. Giờ Thảo đi gửi ABC Cargo á, hồi sau này bạn có nhỏ em gửi đó, đi theo gửi, thấy mấy chị đó cũng vui dễ thương, mấy anh chị đó dễ thương. Thảo thấy chỗ nào giá được rẻ giới thiệu với bà con cô bác á, chứ Thảo không có đi quảng cáo nha. Thảo làm YouTube không quảng cáo, tại vì mình quảng cáo mình phải chịu trách nhiệm với bà con cô bác á, chỉ là chia sẻ thôi, thấy chỗ nào được rẻ đó thì giới thiệu bà con. Hổm Thảo gửi dưới 20 phao thì 3 đồng mấy á, phao. Cái chỉ nói là gửi trên 20 phao á thì có 2 đồng mấy à, gửi về quê luôn á, trên Sài Gòn rẻ hơn nữa. Nên giờ Thảo gửi cái này nặng chắc cũng hơn 20 phao. Cái này cho ba ăn nè, tại mẹ nói ba xuống đường lâu lâu ăn cục sô-cô-la mà đừng ngọt quá, cho có đường. Tại vì cái này lâu lâu mua Costco được giảm giá, ít đường mà có trái cây ở trển á. Cái này cũng cho ba luôn. Ngủ, uống ngủ ba hay đau nhất á, không ngủ được, cái uống cho ngủ ngon, giống kẹo gum vậy á, nhai nhai cục uống. Mẹ Thảo nói với mẹ rồi, uống ít thôi đừng uống nhiều thuốc, mà chừng nào thật sự mệt mới uống. Cái này cho Bảo nè, trị mụn, bà con cô bác thấy rõ không? Cái này là Wi-Fi hả ta? Lirasol. có hai hiệu lận, lúc trước ông xã mua cái hiệu có hình pizet giáp vút, Bảo xài cũng được, rồi cái này nữa, xài chung hai thứ luôn. Mặt Bảo láng lắm, hồi đó có mụn cái bụng mụn thịt luôn á, mà giờ mặt láng đẹp. Xài bà con cô bác trong gia đình mấy em đồ có bị mụn á, mua cho mấy em xài có mấy đô một tiếp à, xài được mấy tháng luôn mà mặt đẹp, láng hết mụn á. Có mụn á tội nghiệp mấy em lắm, khó chịu lắm ha, người lớn mình cũng có mụn đó. Cái này Thảo mua ở Walmart nha, có hai hiệu, lúc trước mua hiệu khác, còn không có mình mua ở trên Amazon hay là ở trên online cũng có ha. Cái này bỏ vô cho mấy em xài, lâu lâu đi mua phải mua nhiều người ta mới giảm giá, cái cứ mua thêm cho ba ngậm cô gừng, chắc là bển cũng có. Ở này nè, ba mới mổ mắt, mổ cườm nước á, gửi về cho ba nhỏ mắt. Cái này nước mắt giả, nhỏ vô mát, ai mà bị khô mắt á, nhỏ Thảo mua ở trong Costco á, chừng 20 đô hộp hết ta, lâu lâu người ta cũng bớt 4 đô hay gì đó, 3 đô 4 đô gì á. Mà khi nào cần Thảo vô Thảo mua à. Cái này cũng mua Costco nè, mấy cái có dưỡng chất á, mua cho ba, cho ba mẹ uống. Rồi mẹ nói Thảo về mấy lần á, cứ đưa cho mẹ Fucodan uống nè. Thảo không muốn quay nhiều, bà con tưởng Thảo quảng cáo, không có. Cái này là Thảo uống nay là 2-3 năm rồi, thấy khỏe. Mấy cái mụn thịt ở đây nè, tự nhiên nó rụng, thì Thảo nghĩ mấy cái mụn nhỏ nhỏ trong cơ thể mình nó cũng rụng. Thảo mới đi xôi ruột luôn, bác sĩ nói 10 năm nữa Thảo mới xôi cái ruột sạch. Thảo nghĩ là Thảo ăn đồ á, luôn là ăn đồ chín, nấu chín, ăn ít đồ mềm, ít thịt đó, thì đường ruột nó đỡ đó. Mình đừng có ăn nhiều thịt quá, với lại mình đừng có ăn đồ sống, đồ chiên xào đồ, mình ăn đồ hấp, đồ nấu súp đồ đó thì tốt cho đường ruột mình hơn. Thảo nghĩ là Thảo cũng nhờ uống cái này nè nên nó sạch, tại vì cái này uống nó nhuận trường lắm, giống như đang bón bón nữa, uống chừng 2 viên 4 viên là thấy nhuận liền à, hay lắm. Cái này của Nhật mà, người Nhật người ta sống sống giống như cả trăm tuổi á, cái tuổi thọ người ta cao á,
Tại vì người ta ăn uống mấy cái đồ hải sản đồ. Cái này đa số là tảo biển. Thảo không có muốn quảng cáo. Tại vì trước giờ Thảo uống Thảo thấy được, Thảo chia sẻ với bà con cô bác thôi. Rồi ai muốn mua thì Thảo chỉ cho mua, cái cô đó bán cho Thảo cũng vậy, rồi bán cho bà con cũng vậy à. Hồi trước có chị quen giới thiệu á, cái Thảo mua uống, tại chị thấy Thảo yếu á, quay YouTube mà yếu á, chị giới thiệu. Cái Thảo thấy khỏe, cái gì mà có lợi cho mọi người Thảo mới giới thiệu. À, mà Fucoderm có nhiều hiệu lắm bà con cô bác. Thảo mua cái này là chữa bệnh ung bướu đó. Đó, cái này là đơn đặt hàng của Mỹ á, nên kiếm ở bên Nhật cũng khó, người ta làm người ta xuất qua Mỹ thôi. Rồi bên Việt Nam cũng có, nên bên Việt Nam á giờ gia đình có người cần uống cái này để cho ông bú á, nên mua gửi về. Thuốc là phải đóng thuế, mà mấy cái loại mắc là cũng đóng thuế nhiều nữa, mà tại cần á nên Thảo gửi cho gia đình. Hôm nay gửi được một một hai lần, một hộp thì cho mẹ, tháng mẹ ba uống một lần một hộp á, hai người uống một hộp ngày 2 viên á, 120 viên. Uống viên ly có nước ấm. Mấy lúc mà bón á, uống vô cái là nhuận trường liền, hay lắm. Uống khỏe, Thảo thấy là khỏe nha, với lại mấy cái mụn nhỏ nhỏ đồ lặn. Mẹ Thảo thì đồ mồi á, già có đồ mồi, sao mẹ uống sau này cái da nó trắng đẹp. Uống uống đâu Thảo đem về, Thảo về Việt Nam á, lần nào Thảo cũng đem 2 3 hộp hết. Thảo uống cái Thảo đưa cho mẹ uống, lúc đầu không có chịu uống đâu. Thảo nói uống đi khỏe lắm, thấy mẹ trông ba cực quá đó, cái Thảo kêu uống. Thế sau này mẹ phát hiện ra, ủa đồ mồi mẹ làm phái vợ kêu gửi hoài. Kệ, mình có ông cha với bà mẹ tốn tiền chút mà khỏe, ba mẹ mình khỏe mình mừng ha. Giờ đi gửi đồ. Tết á, bà con có hỏi Thảo là gửi bao lâu thì thường bây giờ là phải 2 3 tuần á mới tới. Hồi xưa gửi nhanh hơn, giờ nó phải qua quy trình vậy, qua bưu điện rồi mới tới nhà mình đó. Nên Tết á, còn lâu hơn nữa nha bà con. Tết Tết ta gửi nhiều á. Giờ đi gửi nha. Giờ mình đi qua bên chỗ gửi đồ nè, từ nhà Thảo qua chỗ gửi đồ cũng khoảng 10 đến 15 phút. Hồi nãy đi đường bên kia người ta đang sửa đường, kẹt xe quá vòng lại đường bên đây. Mấy bậc đường này phải đi ngang mà chứ. Tại ông xã lo kẹt xe nè, phải đi hướng hướng này, đi lên nó hơi xa một chút chỗ gửi đồ. Góc kia bữa nay lần đầu tiên xã đi luôn. Xã hỏi chỗ nào, mùa mùa này cây rụng lá hết trơn ha. Rồi ABC Cargo. Số 2633 Center Road, San Jose, California. Hôm nay có về anh chị? Năm nay em chắc về hè. Tết đi con còn học á, em đi em bỏ hoài không ai dạy học, với lại đi hoài cũng mất sức quá, yếu yếu á. Bữa nay Thảo lại sớm á nha, 10 giờ mở cửa mà chạy vòng tay kẹt xe nên tới 10 giờ 20 mới tới, mà có hai cô chú gửi trước rồi đó. Mấy cô chú hay coi ủng hộ lắm, nên Thảo với ông xã ngoài sao khác.
Thấy thấy ốm hơn hả chú ha? Không, nhìn chị lớn ở ngoài, anh chị trẻ hơn chứ. Dạ, trẻ hơn á. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn nhiều. Bữa nay vui nguyên ngày luôn. À, khỏe không chị? Đồ đẹp ha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Lô tô cái nào chúng bán. Cái nào chúng bán? Ừ, cái nào chúng rồi bán. Cô mua nhiêu? Mua 10 đồng. Ủa, mua 10 đồng hả? Ừ. Mua 5 đồng thôi, ít hơn cơ. Mua 5 đồng mấy ba mấy like? Mấy like luôn hả? Ừ, thôi mua 5 đồng. 5 đồng. Biết đâu xưa giờ không mua mà giờ lại mua ở đây chúng ít ít cũng được. 3 đài là Powerball, Super Lotto, cái nào cũng gần nửa tỷ luôn á. Ồ vậy hả? Vậy mua hết luôn, giống cô luôn đi. Rồi chết rồi. Cầu chúng 2 triệu thôi. Chúng 2 triệu thôi. 2 triệu, hai bây giờ cô muốn mua Lotto 10 đồng hết ha. Ừ, không biết à, muốn chia ra phải không? Bán là sao? 5 đồng 3 tờ đó. 5 đồng 3 tờ đó. Powerball, Mega với lại Super Lotto. Dạ, dạ. Mình bắt chước cô mua vậy luôn. Chứ ít bà đâu cũng không nhiều đâu, mình có ba chỗ đi, chỗ nào ít thì cho mình chút. Cầm này chó hên. Vậy giống cô luôn đi chị. Giống cô luôn cũng 10 đồng. Chia nha. Đi gửi đồ, cũng lo gửi đồ mua cho cô ơi. Nè, cho nè, 10 đồng của cô nè. Rồi. Dạ. Phải mua giống cảm ơn giống vậy luôn. Rồi, bây giờ tôi với 10 đồng của chị nha. Không phải rồi, trời ơi. Giá trị gì đó không? Mở hàng đắt lắm á. Mở hàng quá trời đắt. Mở hàng đắt. Dạ, bye cô. Ờ, bye. Ừ, Kali mình trúng đi chứ, ở đâu trúng có. Lâu quá không thấy Kali mình trúng hả? Có Kali mình có trúng nhưng mà nó không phải của mình. Dạ. Mình muốn mình. Rồi, đây là còn chú nữa, mua chú nữa. Đây mình mua sao đây? 10 đồng luôn. 10 đồng luôn. Okay. Dạ. Mua 10 đồng cơ. Chị muốn bán gì chị bán. Đây mình nhìn ăn chút xíu đi, biết đâu còn may. Biết đâu được. Biết đâu chú. Có duyên với đồng chú. Lần đầu tiên mua ở đây luôn chị. Rồi giá chờ chú ha Thảo ha. Dạ. Chị kỹ lắm, mấy cái hộp thuốc với cái đồ chơi bỏ vô cái hộp ghiền. Mà giống như sợ bể á, cho vô cái hộp nữa. Ăn uống rồi bây giờ tự lo luôn. Bữa nay gửi nhanh lắm bà con. Ở nhà mình cân xem vậy là đây 24 phao gửi nè. Rồi chị Nga nói thứ 6 bài. Hôm qua có một chuyến là thứ 2, thứ 3 gì đó. Rồi thứ 6 nữa. Là đầu tuần chuyến rồi thứ 6 chuyến. Bà con nào có gửi thì lại ABC Cargo ở được Center San Jose gửi ha. Giá được lắm. Thế đồ chị cũng tính nhẹ nhàng. Cảm ơn bà Thái chở đi gửi đồ về cho gia đình chuẩn bị ăn Tết Tây. Rồi có mấy cái thuốc quan trọng nữa cho người nào cần uống cho khỏe đó bà con cô bác. Sức khỏe quan trọng lắm. Ở bên đó hồi nãy á, đường này đi về được. Còn đi qua hồi nãy bị gì á, kẹt xe quá trời, giờ cũng còn kẹt xe nữa. Đi về cũng còn thấy kẹt. Ở bên đó hồi nãy á, đường này đi về được, còn đi qua hồi nãy bị gì á, kẹt xe quá trời, giờ cũng còn kẹt xe nữa, đi về cũng còn thấy kẹt. Đó, chú kia nhìn nói ở ngoài hai chồng trẻ trông nhìn già, để lên hình đó bà con cô bác mình sẽ mập hơn và tự nhiên mấy cái nét của mình nó nhăn hơn, ở ngoài nó ít nhăn, nó nén nhăn nè, nhìn già bà cố luôn. Gửi đồ xong vui. Mà gia đình nhận đồ cũng vui nữa. Thôi kệ, niềm vui mà cuộc sống này 60 năm cuộc đời mình cứ cho đi niềm vui. Mình cho gia đình mình trước, rồi từ từ mình có điều kiện nữa mình cho ra bên ngoài. Cảnh ở miền Bắc California nhìn cũng đẹp ha. Mùa đông rồi đó. Chúc bà con cô bác có những giây phút thư giãn vui vẻ nha. Cảm ơn ủng hộ gia đình Thảo. Tạm biệt cô chú anh chị và các em.